not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Rằng chim khôn thì chọn nhánh chọn cành, mà trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.
Và hai bạn trẻ của chúng ta cũng đã đến tuổi trưởng thành để mong muốn được yên bề gia thất. Chính vì vậy thì ngày hôm nay gia đình nhà trai cũng có sửa soạn mâm lễ cưới trầu để trở về với gia đình nhà gái có lời thư truyền. Và ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đến từ gia đình họ nhà trai chính thức có ý kiến phát biểu. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính mời ông cùng trở lại sân khấu một trường. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô thì chú bác, hai họ bốn nào, cho phép thôi. Lời đầu tiên xin kính chúc sức khỏe các cụ công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè, nam nữ của hai cháu mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Báo cáo với các cụ, tôi đại diện đoàn trưởng họ nhà trai được đắc cử hôm nay chọn ngày lành tháng tốt. Họ chúng tôi, ông Bảy và bà Từ có sửa soạn năm lễ vật. Thứ nhất, xuống bái tổ tiên bên các cụ họ nhà gái. Thứ hai là xin các cụ công các bà cho cháu Hồng tìm hiểu cháu Linh tự do thoải mái và đi lại, cũng là con cái trong gia đình. Tôi xin giới thiệu đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi gồm có các cụ ông, cụ bà, cô, dì, chú, bác, anh chị cũng hiện diện ngày hôm nay. Xin giới thiệu với các cụ. Qua sự tìm hiểu của các cháu qua một thời gian rất là ngắn, nhưng tôi cũng cảm ơn cha xứ chúng tôi đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các cháu về luật đạo kinh bổn và hoàn thiện, và về đăng ký kết hôn về pháp lý là cũng đầy đủ cả. Thế thì hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì không biết nói gì, tôi cầu mong cho các cháu hạnh phúc, và chúng tôi cũng sẵn năm mâm lễ vật để mong bà Phong Thủy, bà Lan chấp nhận cho dòng họ, cho các cháu đi lại. Thứ nhất là cháu Hồng làm rể, các ông bà, các cô dì chú bác cháu Linh để làm dâu họ cho chúng tôi. Thế thì cũng là bây giờ làm thôi, giờ hôm nay thì xin mời ông thủy và bà Lan đây lên nhận lễ. Nơi đây đang chờ anh xây mộng ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương sẽ không còn những buồn mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên mẫu của cô dâu, cùng nơi đây là hai nhân vật chính ngày hôm nay, cô dâu Thủy Linh và chú rể sẽ có mặt tại hội trường để hai bên gia đình của chúng ta trao đổi. Xin mời hai bạn. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Hôm nay anh muốn mình cầm tay nhau đưa em qua những con đường tình yêu. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của anh. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến
sóng gió cuộc đời, gió cũng hát cao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim mẹ. Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khó, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, chưa dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Thật xinh
trong một khắc nghĩa dài chắc. Chờ đầy chờ tính chờ tình, chờ loan chờ phường chờ mình cưới ta. Chờ này đến tới hôm nay tiệc cưới em ra mời người về. Cho chương trình lễ vu quy ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu với ý kiến xin dâu và xin được trân trọng kính mời ông. Và chúng ta không quên dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón vị đại diện của gia đình họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, hôm nay là ngày đẹp, ngày lành tháng tốt. Tôi thay mặt cho đoàn nhà trai, lời đầu tiên cho phép tôi xin kính chúc hai họ bốn nhà mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thế giờ qua một thời gian quá trình tìm hiểu của hai cháu, báo cáo với các cụ công các bà, hôm nay là giờ lành tháng tốt thì chúng tôi có cái lễ sắm cái lễ nhỏ để báo cáo với các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, mấy ông bà, ông Thủy và bà Lan nhận cơi hầu để xin cháu Linh về làm dâu họ nhà trai tôi. Là phút này cháu Hồng đã là cháu rể của dòng họ các cụ chúng ta. Thế thì hai họ bốn nhà thì tôi không biết nói gì hơn. Thôi cuối cùng thì thôi, thì xin kính chúc các cụ hai họ bốn nhà mạnh khỏe, xin hết. Và ngay lúc ở đây để đáp từ với ý kiến của vị trưởng đoàn gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông vị trưởng đoàn đến từ gia đình họ nhà gái. Ông sẽ trở lên sân khấu để cùng có đôi lời phát biểu đáp từ. Xin được trân trọng kính mời ông. Và chúng ta cũng không quên dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chào đón vị trưởng đoàn gia đình họ nhà gái. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, thân bằng quê gần xa, hai gia đình và hai cháu, tôi xin thay mặt và nhà gái xin gửi tới các cụ lời chào thân thiết nhất. Vâng, kính thưa các cô, các ông, các bà, cháu Ninh và cháu Hồng, hai cháu đã quen biết nhau và tìm hiểu nhau qua một thời gian cũng là dài, và hôm nay là cũng là ngày lành tháng tốt, nhà trai cũng đã có cái lễ xuống xin cháu Ninh về làm dâu con ông bà Bảy, ông Bảy bà Tư. Và tôi xin chấp nhận cháu Hồng là con của ông bà Thủy Lan và cũng là cháu rể của đồng họ của chúng tôi. Hôm nay tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin mời tất cả các cụ, các ông, các bà mời dầu, mời nước để chúc phúc cho hai cháu trăm năm được hạnh phúc, và chúc các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn vị trưởng đoàn gia đình họ nhà gái. Ông đã thay mặt cho gia tộc nhà gái với ý kiến chấp thuận, với ý kiến xin dâu đến từ gia đình họ nhà trai. Và ngay lúc ở đây thì xin được mời chú rể Văn Hồng sẽ trở lên sân khấu để một lần nữa giao mắt cúi chào tới toàn thể quý vị. Xin mời chú rể Văn Hồng ạ. Xin thưa quý vị, và lúc ở đây thì xin được mời mẹ của cô dâu cũng như mẹ của chú rể sẽ cùng trao cho nhau cơi trầu xin dâu ạ. Xin được trân trọng hai bà. Xin được mời hai bà sẽ trở lên sân khấu để cùng làm thủ tục và trao cơi trầu xin dâu. Xin được mời hai bà sẽ trở lên sân khấu ạ. Thân mẫu của chú rể sẽ đứng bên cạnh chú rể ạ. Vâng ạ, và hai bà sẽ cùng trao cơi trầu gì xin dâu cho nhau đi ạ. Của cô dâu Thùy Linh.
ra trên tình trạng tổ đường, và sau đó sẽ cho cô dâu và chú rể sẽ cùng trở ra phía hội trường để chúng ta cùng tiếp tục thực hiện nghi lễ tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời. Văn Hồng sẽ cùng tay trong tay sánh bước tiến về sân khấu để cùng một lần nữa ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin mời, xin mời cô dâu Thùy Linh và chú rể Văn Hồng ạ, sẽ cùng trở về sân khấu để một lần nữa ra mắt tới toàn thể quý vị. Và lúc này đây, cô dâu Thùy Linh và chú rể Văn Hồng mong muốn nhận được những tràng pháo tay thật lớn, thật dài hơn. Kính thưa các bậc công nhân, kính thưa các vị khách quý, và lúc này đây thì xin được trân trọng kính mời thân mẫu của chú rể cùng với thân mẫu của cô dâu sẽ trở lên sân khấu để cùng làm thủ tục trao dâu nhận rể trước sự chứng kiến của tất cả quý vị. Xin mời hai bà. Và kể từ ngày hôm nay, chị Xuân Gia, tôi có con gái xin được gả sang bên ấy và mong chị coi con dâu như con gái và luôn yêu thương, che chở, bao bọc cô dâu Thùy Linh. Và tôi có con trai cũng xin được gửi sang bên đó, mong chị coi rể như con. Và kể từ ngày hôm nay, hai gia đình chúng ta cùng có trách nhiệm chung, đó là chăm lo vun vén cho hạnh phúc của cô dâu Thùy Linh và chú rể. Và xin được chúc cho tình thông gia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn tất cả để cùng chúc mừng. Kính thưa các bậc công niên, kính thưa các vị khách quý, trái tim nồng ấm, lòng bao dung của cha mẹ luôn là kỳ quan tuyệt hảo của nhân loại. Và trước khi cô dâu Thùy Linh trở về nhà chồng cũng như xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình thì bố mẹ của cô dâu cũng có món quà muốn được trao gửi, trao tặng cho các con của mình để làm kỷ niệm. Và lúc này đây thì trân trọng kính mời ông bà là thân sinh thân mẫu của cô dâu sẽ trở lên sân khấu để có món quà trao cho hai con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Có món quà để mong muốn trao tặng cho các con làm kỷ niệm, mong muốn các con của mình sẽ luôn hạnh phúc, luôn no ấm đủ đầy trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
đầu để cùng có những kiểu ảnh thật đẹp chụp với hai con của mình. Em ơi,
mối họ hai nhà và đặc biệt là được sự đồng ý của chính quyền địa phương hai bên. Và ngày hôm nay đây, giờ vàng đã tới, giờ kim cương đã về. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng tuyên bố buổi đại lễ lễ thành hôn của hai bạn trẻ Văn Hồng Khánh Duyên cùng Vương Hậu Thùy Linh xin phép được bắt đầu. Cùng ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho họ nhà gái sẽ hiện diện lại dưới đại hoa hạnh phúc. Có đôi lời phát biểu xin trân trọng kính mời ông. Tôi xin giới thiệu đoàn đại biểu của nhà gái đưa cháu Linh lên trao cho bà Bảy hôm nay. Có các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của cháu có mặt đầy đủ để đưa cháu Linh về hội trường nhà trai ngày hôm nay để tiếp tục làm lễ thành hôn trai cháu. Cháu Linh là cháu cũng mới lớn lên, cũng là lớn nhưng mà chưa có thôn. Hôm nay cháu về làm dâu ông bà Bảy. Từ ở đây cũng mong các cụ, các ông, các bà dạy bảo cháu. Cháu thôn thôn dạy ít, cháu dạy cũng các cụ dạy bảo nhiều. Cháu chưa đi ra ngoài xã hội, cũng chưa tiếp xúc được công việc ngoài xã hội nhiều, cho nên là cháu về đây mới làm dâu thì nhiều cái bất ngờ. Thì cũng mong các cụ, các ông, các bà dạy bảo cháu và cho cháu mau chóng trở thành thành viên cho gia đình. Cuối cùng thì tôi cũng xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà mạnh khỏe và chúc hội hôn thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiểu ban đặc của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè toàn thể, thanh niên nam nữ của hai cháu. Hôm nay là ngày lành thành tốt, không biết nói gì hơn. Lời đầu tiên cho phép tôi được kính chúc sức khỏe hai họ bốn nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin tròn tràng mỗi người. Báo cáo với các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác, tôi thay mặt cho đoàn trưởng đến đoàn nhà gái hiện nay đã đưa cháu Linh về hội nhà trai cùng với đoàn nhà gái đã đưa cháu về đến nơi an toàn. Thì chính thầy báo cáo với các cụ như vậy. Hiện giờ thì báo cáo với ông bà, ông Hồ Bảy, bà Từ ra đón nhận con dâu. Xin hai ông bà ra nhận con dâu trọn vẹn. Chúng hoàn trở nó hoàn thành nhiệm vụ. Xin cho ra một tay khỏe. Hai họ bốn nhà mạnh khỏe. Chúc hội hôn thành công tốt đẹp. Chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Xin ơn nhé. Vâng, một trăm một tay dành cho Linh trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai ạ. Đôi môi thắm nồng mà em ửng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai. Anh yêu em nhiều thế. Và sau đây thì xin mời hai em
hãy ôm bó hoa đẹp nhất của đời mình và cúi chào quan viên bốn họ hai nhà. Cảm ơn cô bác về đây đã cùng chung vui và chúc phúc cho hai bạn trẻ. Xin trân trọng kính mời một tràng pháo tay dành cho các bậc trung đệ nhé. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa xin hôn thân mến, trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của con hai con ngày hôm nay thì cha mẹ cũng có những món quà thân thương nhất dành tặng cho hai con. Chúc phúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Sẽ về với mình.